Có chuyện gì xếp túi nói nhanh lên, em đang bận. Ngồi đi. Tôi gọi cô sang đây là để nhắc nhở cô về cách ứng xử. Xét về vai vế ấy, sếp Tú cũng chỉ như tôi thôi. Hơn được cái ấy, là thường xuyên cắp cặp đi theo sếp. Nhưng bây giờ tôi cũng đã có chỗ đứng riêng của mình. Vì thế sếp đừng dở cái giọng bề trên ra để dạy bảo người khác như vậy. Cô nói sai rồi. Không phải chỗ đứng mà là chỗ nằm. Ừ đấy, thì đã sao? Mắc mớ gì tới sếp? Mà sếp Tú cũng nên cẩn thận cái chỗ ngồi của mình đấy. Hay. Câu rất hay. Tôi phát hiện và đưa cô về đây làm việc cho sếp, nhưng mà cô đã nhanh chóng quên đi gốc rễ của mình. Cô quên luôn ai đã tạo dựng cho mình. Tôi thấy cô khá là tham vọng đấy. Người ta nói đàn bà mà đam mê quyền lực thì còn ghê sợ hơn cả đàn ông, nhất là cái loại tiến thân bằng vốn tự có như cô. Mà chả sao, với tôi thì nhạt tuẹt. Mà tại sao tôi phải phí lời với cô nhỉ? Sau này cô mà có bị cắt tiết, ném xác trôi sông thì cũng mặc kệ cô. Về đi. Nếu em vừa có lỡ lời gì, mong sếp Tú tha lỗi cho em. Có việc gì sếp cứ nói em biết. Sếp biết em cũng còn trẻ người non dạ mà. Tôi biết quan hệ giữa sếp tổng và cô. Cũng không sao. Sếp thì có chỗ vui, còn cô thì có chỗ dựa. Nhưng trong trường hợp này, nếu xét về vai vế, thì cô là chị của thằng Hùng bác sĩ. Lộn xộn là mất đầu đấy. Trai đẹp thì gái nào mà chả mê. Nhưng trong trường hợp của cô thì phải nhịn. Thôi, biến đi. Mà này, muốn sống yên ổn trong tập đoàn này ấy, thì phải biết nhún nhường với đồng nghiệp. Tôi tặng cho cô câu này: cây lúa chịu hạt là cây lúa cúi đầu. Em... em xin phép ạ.